Mọi người ơi, đây là cái lá cây khôi đía. Cây này là một trong những thành phần mà có mặt ở trong cái viên thảo mộc dạ dày này. Nếu mọi người mà bị viêm niết dạ dày, trào ngược dạ dày hay là dạ dày bị nhiễm vi khuẩn HB thì mọi người có thể sử dụng độc vị cây khôi tía này sắc nước uống hàng ngày thì nó sẽ điều trị cái chứng bệnh viêm niết dạ dày, trào ngược dạ dày hay là nhiễm vi khuẩn HB cho mọi người. Mà trong cái viên thảo mộc dạ dày này, ngoài cái thành phần khôi tía này thì nó còn có hơn 10 loại thảo dược khác như bạch linh, bạch chuột, hoàng niên, sa nhân, nghệ vàng, chè dung và một số thành phần tá dược khác. Cái viên thảo mộc dạ dày này nó sẽ giúp săn xe, chữa lành các vết viêm, vết loét. Cái viên thảo mộc dạ dày này nó sẽ giúp trung hòa axit dịch vị, giúp cho bình hết trào ngược dạ dày và điều trị cả con vi khuẩn HB ra khỏi đường tiêu hóa. Nếu như mọi người bị viêm loét, trào ngược và nhiễm vi khuẩn HB mà bị nặng rồi, sử dụng các phương pháp đông tây y kết hợp rồi mà vẫn chưa khỏi thì mọi người đừng bỏ qua cái viên thảo mộc dạ dày này nhé.